Rồi cho chị xin 60 nha. Đó, có mang theo áo phao không? Đây tôi có hai cái phao này, chụp đi. Rất là khó chịu khi bước ra đây không đầy đủ đồ. Hôm nay thiếu người làm hả thiếu? Không phải đủ người mà bị thiếu nhận thức về vấn đề cái món nào thiếu á. Xoài đã đang thiếu, đã kêu tập trung vô xoài. Người kia tập trung ra bánh là stop là nó thiếu. Có thể chứng minh bóc chụp đưa người ta được. Mà trong khi đó là vẫn còn kém về vấn đề mà ship. Rồi cho chị xin 60 nha. Đó, có mang theo áo phao không? Đây tôi có hai cái phao này, chụp đi. Này cha, tôi có hai cái phao nè. Đó, cảm ơn cô gái. Hai cái phao là mấy chục triệu đó. Đây, mấy hai phần. Ok. Hai phần đây. Đây. Ủa, đây là rau găm với xoài chưa có phải không? Chưa có. Chị nào rau găm xoài có vậy? Hồi sáng đã dặn rồi, tranh thủ làm rau găm với xoài. Mà ta chờ được không kìa? Ta chờ. Chờ 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 lấy bánh cháy rồi trời qua đến nhà vậy. Ừ, giờ mình cứ việc vô ngồi vô đó đi. Rồi, em sẽ thối cho anh chị là 140 ha. Đây 140 em gửi cho anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị đừng có nhìn em chưa có đậu gâu đó. Cô gái ơi, hai phần đúng không? Cảm ơn rất nhiều. Đây. Chị em lấy 3 phần. 3 phần em phải đợi ra rau răm giờ xoài nha. Rồi. Đây hai phần đây. Ủa của em không có rau răm với xoài luôn hả? Của em nhìn kỹ có không? Trời ơi là trời. Chưa có cái nào có không? Chưa có về đợi các tí xíu. Quay đầu xe lại giùm các tí. Giữ hai phần đi, đợi rau răm với xoài giùm cho các tí nha. Người sai vẫn là tôi đúng không? Tôi chụp một cái à. Ủa ai ba phần vậy? Ủa ai ba phần vậy? Trời tôi tưởng là tôi bị bơm hàng giữa đường với ta. Bất hồn. Đây giữ đi một bát xoài giùm cho chị nha. Ba phần chị nói là em được 101 đúng không? Rồi chị cảm ơn em nhiều nhé, giữ chung chị nha. Đó. Ủa sao bữa nay không ai kẹp ra, không ai bóp luôn chị. Nó thái đậu luôn á. Mày thái đậu quá. Chị đi thái đậu luôn á. Ừ. Quận 4 đúng không? Đi 3 lần rồi đó mấy. Đi 3 lần mới được hả? Đợi rau răm xoài dùm cho các thi hãy trộn lên ăn nha. Rồi. Trời ơi là trời, lấy cái mịch nào trong đó đi. Đây. Con hai nó vừa luôn đi. Lấy xoài ra cho người ta, hỏi người ta rồi đợi con ra đây lấy bao nha. Đựng xoài nữa là sao? Kêu mấy chú đem bánh tráng ra luôn. Trời ơi, trong thời gian mày lấy xoài bao ra đựng xoài là lúc đó mày ginh được 4-5 bịch rồi đó. Con ơi con mở bộ não ra cho mẹ. Mẹ cho con bú sữa ngọt ngào chứ mẹ đâu có bú sữa Hà Bá đâu con. Khổ tâm dữ vậy. Hai phần có không? Hai phần có chục. Chớ rồi cũng có từng lẻ nè mà. Khoa cho đỡ từng lẻ, khoa cho đỡ 100 khoa. Rồi, nè đổi đợt. Có 10.000 không cho em 10.000 nha. Sáu cái nè. Mọi người thương nha, mọi người đợi em tí xíu nè mọi người nghe. Ờ, ok, ok. Đây. Hai phần không chú ơi. Khoa em không? Mọi người có à, có 50 lẻ, cho các thứ 50 lẻ đi. Đây. Lớn rồi. Ok, phần nhỏ một lớn. Ủa chị gái mấy phần? Hai phần. Đây, có thi đổi mình 100 luôn nha. Đổi 100 luôn. Rồi, đây có thi trả lên 100. Ok, đủ không? Đủ không? Đây, có chú 40. Rồi, đủ rồi nha. Rồi, cảm ơn chú nha. Quay hai phần này chứ. Ok, được. Của mình hai phần không? Mình là 40. Bao nhiêu phần thì lá chị gái nói em. Hai phần. Hai phần con đang làm nè. Dạ, đi ra chứ. Đi ra chứ. Rồi, con làm đưa cho cô sơ lưng con luôn nha. Đủ rồi, đủ rồi. Đưa con hai cây đu đủ chú. Không có tiền lẻ mọi người, bây giờ không có tiền lẻ là sẽ kẹp mọi người nha. Chắc các thi sẽ ưu tiên cho người có tiền lẻ trước á. Con có 30 không? Cầm từng trăm kìa mẹ ơi. Thôi ưu tiên cho người có tiền lệ trước đi. Cô đem mẹ tao thôi.
có ai mua một phần mà 30 ngàn đang có trên tay không? Rồi rồi, đây 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 đây. Cái đó là 30. Anh có tiền lẻ mà rồi. Anh đứng một người mới đưa 30 ngàn luôn rồi. Đây. Của mình. Của ai là 31 ngàn của ai? Bạn là bao nhiêu? Hai phần 80 rồi, lên đây lên đây. Mình bán cho người có tiền lẻ để có tiền khấu các bạn nha. Còn có tiền lẻ hói chưa? Nhớ mà. Mọi người thương giùm em, mọi người lấy tiền lẻ giùm em nha. Ủa con một phần hả? Của em một phần thì đi chăm chắc là có 70 cái này hết rồi. Ờ, hói 70. 3 phần con cứ làm phần 2 đi, còn con hỏi cô chú nào phần 2 em lên tháng rồi đưa. Coi kìm em. Okay. Làm phần 3. Cái đây đổi cho 100. Ừ, đổi cho 100. Rồi, thôi bạn 10 ngàn đi mượn. Rồi, dạ, dạ, rồi. Để đó. Đây, 10 ngàn có bạn rồi. Cảm ơn mọi người nha, mọi người đợi em nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Xoài không? Xoài dưới à. Ê! Không sao đâu. Bỏ đây. Cái cho cái thi qua. Thôi dẹp cái ghế luôn rồi. Ghế nó bị gãy mà. Hai đi. Bánh mì bơ sữa. Đặc biệt ngon ngon. Dạ. Thôi mừng. Rồi em cứ đứng vào một bên đợi giùm chị lấy xoài nhé. Đây em là một phần này. Em đợi xoài giùm chị nha. Ờ, của bạn nó sáng một phần rồi mà. Rồi hai phần rồi. Nhớ đem hai phần. Một phần riêu. Một phần lá thịt này. Còn một phần gì bạn? Cho một mình. Hai phần. Chị đã quay tiếp lấy xoài nha. Khoai một không? Một phần 30. Đứng đi một quần, đứng sau một quần. Lấy xoài, lấy xoài. Ba bật cho anh hàng luôn. Sức miếng già. Sao vậy? Hôm nay đi ngã. Thôi kệ. Anh vô xoài, tập trung vô xoài. Ba phần. Thằng kia là một người. Nó mình chứng dụng. Chúng ta cứ làm thôi. Mình cứ làm. Một rồi. Rồi. Bây giờ một mình sẽ bán cho những người ta vô. Vô đây nè chị. Còn những người trong đó người ta không bán là hết nha. Cứ lấy xoài ra cho ta đi. Trời ơi tôi mệt ghê. Cứ qua mà hết thiếu này hết thiếu cái kia mà mình làm cố gắng làm cho đầy đủ đi chăng nữa thì thêm một cái phần nữa mọi người biết không, cái đó do người làm mà nữa, chứ mà do mình không thôi mình quản lý hết được đúng không, mình là PD mình không quản lý hết cái nhan sắc của mình được. Bây giờ còn đỡ á, hồi lúc mà dịch á em vô đây em đứng nè mọi người biết không, lúc mà em mới vừa ra ngoài đó em ngồi em bán á, em đứng đó em bán, mọi người biết cái chuyện gì xảy ra không? Người ta không cho hai người tụ hợp, cái ti sợ quá trời mà tranh thủ ra ra mà mọi người biết đứng đợi đi, như mà mình nước đổ vô bụng vô gan, nước xong đổ vô bụng vô gan. Rồi đây đưa xoài để các ti xét cho.
like của nó mà. 6. Mấy cái đó. Nó thôi chị đợi em xíu. Rồi. Rồi mẹ lấy một phần tới cái số yên tôi đi. Chị phép xếp hàng giùm em nha, alo chán 6 phần. Mọi người vô cho một người đứng đây đợi đi, một người vô kia trong kia quay đầu xe lại. Nó rất là dễ tìm hiểu. 30 ngàn á chị. Một phần là 30. Rồi em cảm ơn chị. Không có lấy trứng. Ba bịch không có lấy trứng. Ba bịch đầy đủ quá gia đình mình. Bên này có xài chưa? Con chạy vô lấy hỏi thêm xoài đi, không đủ xoài trước mặt. Rồi con ơi, con vô trọng con kêu gom xoài đi. Hồi sáng đã nói rồi. Con vô phụ đi. Con vô phụ trong đó đi. Đây. Rồi, cảm ơn gia đình mình. Anh mình coi phần ba của anh trai nè. Ba bịch đầy đủ của anh trai là mình nói chung. Ba bịch. Chị có rồi đó. Cảm ơn mọi người nha. Rồi hai tiểu thư này mấy phần nè? 3 phần. Ok. Cho hai công chúa nha. Đó. Yêu quái biến hình. Trời ơi mọi người. Rất là khó chịu khi bước ra đây không đầy đủ đồ. Hôm nay thiếu người làm hả thiếu? Không phải đủ người. Mà bị thiếu nhận thức về vấn đề cái món nào thiếu á. Xoài đã đang thiếu, đã kêu tập trung vô xoài. Người kia tập trung ra bánh là stop rồi. Có thể trứng mình bóc chụp đưa người ta được. Mà trong khi đó là vẫn còn kém về vấn đề mà ship. Thật sự luôn. Thiếu nguyên liệu, mỗi thứ một ít, một ít. Nguyên liệu là một người chia ra đầy đủ hết trơn rồi. Alo mọi người. Hello cả nhà. Ừ, vô chổng tranh thủ ra đi. Ở đây có hộp thư thoại phụ chị rồi. Đó. Mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ live stream giùm các Thi cũng như là chia sẻ bên YouTube giùm các Thi nghe. Đây nè, nó thật sự mọi người thấy không? Khách bữa nay là hầu như là bữa nay là thứ bảy đúng không? Bữa nay thứ bảy là ngày hôm qua là lễ. Ủa gia đình mình có lấy phần không vậy? Hả? Có rồi hả? Cảm ơn nha. Đã. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ giùm em. Hai phần đúng không? Đi vô đây giùm em. Đi vô đây qua đầu xe luôn. Mấy phần nè. Hai phần thoại. Hai phần cho chị ngoài giùm chị. Đó. Cảm ơn mọi người chia sẻ livestream giùm cho em coi như là cách lệ. Ai ủng hộ thì vô đây giùm em nha mọi người, đừng có đứng ở ngoài nha. Đó quay đầu xe là cũng được. Đi vô trong quay đầu xe, còn thôi chị lũ xuống xong rồi chị vớt xe lên quay đầu xe lại giùm em nghe. Rất là dễ dàng và rất là dễ tính toán nha chị. Chị ơi, hai phần nè. Đây hai phần cho. Ai hai phần?